Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 50. Bài số 1. Tính rồi so sánh giá trị A cộng B và B cộng A. Đây là cái tính chất giao hoán A cộng B hoặc là B cộng A này, chắc chắn nó là sẽ bằng nhau. Chắc chắn nó sẽ bằng nhau. Rồi. A là người ta họ cho A đây, như vậy là A này có nhận 3 giá trị. B cũng tương tự 3 giá trị. A cộng B, hai này cộng lại. B cộng A, hai này cộng lại thì hai kết quả nó giống nhau. Như vậy hai cái này thì hai này là cộng lại nè. Hai này cộng lại. Để coi đủ không? Đủ chỗ không? 14,9 cộng cho 4,36 bằng. Dạ, có vẻ thiếu chỗ ạ. Như vậy chúng ta sẽ lấy giấy nháp rồi chúng ta nháp ha. Nháp. Vậy là bây giờ thì thầy tính nhẩm. Chỗ này là bằng 6. Viết lố qua đây tí ha. 6. 9 với lại 3 là 12. Viết 2 nhớ 1. Phải. Thiếu chỗ rồi. Rồi hai cái này chúng ta cộng lại ha, thầy bâu đó này. Cộng ở ngoài ghi kết quả vô. Rồi, thầy cộng ở ngoài thì thầy cộng hai cái câu này nè thì được là 19,26. Rồi, cái này là B ta cộng cho A ha, B ta cộng cho A thì cũng được là 19,26. Rồi, cái này là gì? A cộng B 3 ta cộng 9 là 12, với 2 ta nhớ 1. 6,3. Rồi, cái này chúng ta cộng ngược lên thì cũng là 9 cộng cho 3 là 12. 6,3. Rồi như vậy thì chúng ta xem như thế nào đây. Người ta yêu cầu gì đây? Nhận xét phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán. Giao hoán. Khi đổi chỗ hai số hàng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Như là A cộng B chính là bằng B cộng A. Bài số 2. Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại. Như vậy chúng ta sẽ cộng hai số này lại. Đó. Cộng này lại. Như vậy thì 6 8 12 với 2 ta nhớ 1. Phải 10. Nè, 10. Rồi người ta yêu cầu là hãy thử lại. Thử lại ta lấy cái này ta cộng này đúng không? Bây giờ thử lại ta lấy cái này ta cộng này. Đấy. Ủa. Chết. Nhầm. 9 cộng 3 mà sao à? Là 10. Chết thiệt. Đôi khi nhẩm nó cũng không đúng mà. Nhiều khi mình không phải lúc nào nhẩm cũng đúng được. Đôi khi nó bị xê xích đi. Rồi, như vậy là hồi nãy thầy lấy con số này, thầy cộng số này. Được. Rồi bây giờ mình lấy số này mình cộng số này. Thì kết quả nó cũng y chang nhau chứ không đi đâu, không trật hết á. Và 3,8 ta cộng cho 9,46 bằng.
6. 4 với 8 là 12, với 2 là như 1. Phải. 1 với 9 là 10, 10 với 3 là 13. Mới nãy quay mất con số 3 này, chỉ cộng con 9 thôi. 9 với nhớ 1 bên này qua là 10. Sai. Rồi, cái này chúng ta sẽ cộng ra đây, kết quả cho này là bằng bao nhiêu đây? 8 với 7 là 15. Viết 5 là nhớ 1. 9 với 1 là 10, không là nhớ 1. Phải. 5, 4, 9, 10, không ra nhớ 1. 4, 2, 6, 7. Rồi chúng ta đảo ngược lại là 24, phải 9, 7. Ta cộng cho 45, phải 0, 8. Bằng 7 ta cộng cho 8 là 15, viết 5 ta nhớ 1. 9 còn 1, 10 không nhớ 1. Phải. 4, 5, 9. 9 với 1 nhớ bên kia là 10 không nhớ 1. 4, 2, 6 với 1, 7. Kết quả y chang nhau thôi. Cái này thì bằng bao nhiêu đây? 7 ta cộng cho 9 là 16. Như vậy là 0,16. Rồi 0,09 cộng cho 0,07. 9 là cộng 7 là 16. Không phải 16. Chúng ta sẽ qua cái bài số 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 16,34 m, chiều dài hơn chiều rộng là 8,32 m. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Rồi, thầy tận dụng ở trên thầy về giải luôn nè. Trước tiên muốn tính chu vi thì chúng ta sẽ có chiều dài và chiều rộng. Nào. Như vậy là chiều rộng thì có rồi, nhưng mà chiều dài thì chưa có. Chúng ta sẽ đi tính chiều dài. Chiều dài là ta lấy chiều rộng 16,34 cộng cho 8,32 bằng 4, ta cộng cho 2 là bằng 6, 3 ta cộng 3 là bằng 6, đánh dấu phải. 8 ta cộng cho 6 là 14, viết 4 là như 1, 2 mấy. Rồi chúng ta có chiều dài và chiều rộng rồi, chúng ta đi tính chu vi. Nào. Chu vi hình chữ nhật là muốn tính chu vi, chúng ta lấy dài, chúng ta cộng rộng, ta nhân nhân 2. 16,34 cộng cho 24,66 đóng ngoặc lại, ta nhân cho 2 bằng 66 cộng cho 34 là 6, ta cộng cho 4 là 10 không nhớ 1, 6 3 10 không nhớ 1. Được không? 6 4 10 không nhớ 1. 11 nhớ 1. Như vậy chỗ này là 40 41. Rồi, ngay chỗ này là 41, được không? 41 cộng hai cái này là thầy mới nhẩm là 41. Đây. Này là 41. 41 chúng ta sẽ nhân cho 2.
bốn mốc chúng ta nhân cho 2 là bằng 82. Được không? Đơn vị là mét. Đáp số. Tám mươi hai mấy. Bài số 4. Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được là 314,78 mét vải. Tuần lễ sau bán được là 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải? Và trước tiên chúng ta sẽ tính cái 2 tuần này là bao nhiêu, được không? Tính 2 tuần. Số mét vải. Hai tuần bán là, như vậy chúng ta sẽ cộng hai con số này lại, 14,78 cộng cho 525,22 bằng. Như vậy là 78 là 1. 5, 4, 9, 10 không như 1. 0 như 1. 2, 3 với 4. 5, 3 là 8. Mấy? Tiếp theo, người ta yêu cầu là 2 tuần, mà mỗi tuần là 7 ngày. Được, mỗi tuần là 7 ngày. Được rồi. Chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ nói thêm nè. 2 tuần bằng 14 ngày. 2 tuần là 14 ngày. Mỗi tuần là 7 ngày là 2 tuần 14 ngày. Rồi, ngay chỗ này thì chúng ta sẽ tính là trung bình. Trung bình mỗi ngày. Ta lấy cái số này chúng ta chia 14. Trung bình mỗi ngày. Bán được là 840, nó chia cho 14 bằng. Cái này thầy lấy máy tính thầy bấm luôn ha. 840 chia cho 14 bằng 60. 60 mấy? Đáp số. Sáu mươi mấy vải cũng được, thêm chữ vải vô. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.